Chào các bạn. Thì mình đang ở trên Định Quán Đồng Nai nên là mình sẽ đi quay đá ba chồng nó như thế nào các bạn. Thì mình kỳ review sơ về đá ba chồng thuộc tỉnh Đồng Nai cho mấy bạn cùng xem. Ok bạn. Đây là đá ba chồng đấy bạn. Các bạn thì phía sau lưng mình là đá ba chồng nè các bạn. Đây, đây là đá ba chồng. Mình đã gửi xe và đã đi được tới đây để quay các bạn. Nhìn cái cảnh rất là đẹp nha. Bên kia là ban chỉ huy quân sự bạn cấm quay các bạn nên mình không có quay được, mình phải đi qua đây mình đứng mình quay các bạn. Làm ở mặt đường đi. Phía dưới ngọn núi ngay mặt đường luôn là có lập luôn cái như cái miếu thờ với bạn. Rất là cao bạn. Hình như độ cao là lên tới 40 mét luôn á. Từ chùa Thiện Trơn tới núi đá ba chồng cách nhau có cỡ 100 mét đó bạn. Đó, phía đó là đá ba chồng đó bạn. Đây sẵn tới đá ba chồng mà kỳ quay cái chùa Thiện Trơn cho các bạn cùng xem luôn nha các bạn. Đây các bạn, hoàn cảnh đây các bạn. Thì giờ này là giờ nghỉ trưa các bạn. Mình sư cô mới ra mới nhắc mình là buổi sáng là tới 10 giờ các bạn, buổi chiều là từ 1 giờ 30 tới 16 giờ 30, có nghĩa là 4 giờ rưỡi nha các bạn. Thì các bạn nào có đi tham quan hay đi vô chùa mà muốn lên tới đỉnh Phật trên kia các bạn thì các bạn phải đi đúng khung giờ đó nha. Bây giờ mình quay sơ lược rồi, mình cũng chắc mình cũng tranh thủ mình đi ra rồi lát khúc xíu sau mình sẽ vô lại mình quay trực tiếp cho các bạn coi các bạn. Bây giờ hồi sớm là cũng có hai anh chị ở từ Đồng Tháp đi lên và xin vô nên là được vô các bạn. Còn nếu bây giờ vô để quay toàn cảnh cho các bạn coi thì không được, bạn đã quá giờ các bạn. Bây giờ là 11 giờ 30 đã lố giờ các bạn thông cảm cho mình nha. Chút xíu mình đầu giờ mình sẽ đi vô lại và mình xin quay nha các bạn. Giờ mình sẽ đi tới Mẹ Quan Âm các bạn. Còn ở trên Phật Thích Ca ở trên bạn thì mình nghe nói là có cổng rào không có lên được bạn. Chứ có khi nào mà rầm lớn thì chùa mới mở thôi bạn. Tại vì ở đây là cái đỉnh núi thì phía sau đó là người ta dòng ra sau núi người ta đi lên được các bạn. Rồi vô rồi mất cái này mất cái kia các bạn. Đó nên là không có mở các bạn ơi. Ok bây giờ mình
cùng các bạn đi lên Mẹ Quan Âm, rồi mình sẽ đi tới cái chân cầu thang lên Phật Thích Ca ở trên đó, rồi để mà quay cho mấy bạn coi. Tại vì mình mới hỏi thăm cái cô ở đây thì được cô nói là như vậy nha các bạn, là không phá lại không có lên được các bạn. Nói chung là cũng muốn lên được để quay cho các bạn coi mà không có được may mắn để quay các bạn. Đây các bạn, hình như là phía sau mình là cánh cửa đi bậc thang đi lên trên đó bạn. Đó, đi lên trên đó. Nhưng mà đã khóa rồi các bạn. Đã khóa rồi các bạn. Khóa là do là ở đây là không có rào chắn gì hết bạn. Xung quanh là núi đá. Xung quanh là núi đá mà vòng vòng ở đây thì người ta có thể leo vô được bạn, và bị mất đồ quá là nhiều rồi, nên bây giờ là rào cổng lại luôn các bạn. Và chỉ có dạng như là gọi là rầm lớn, rầm lớn thì mới mở cho người ta đi vô đi lên tham quan thôi nha các bạn. Còn không có là không có được, bình thường là không có lên được các bạn ơi. Đó, nên mình chỉ đi được có tới đây à. Còn các bạn rồi thì đó có cái bậc thang đó các bạn, chỗ phía sau đó tôi gần Mẹ Quan Âm rồi đi lên đó các bạn. Đó, chỗ cái tay mình chỉ á là có cái bậc thang đi lên, đi lên tới cái đỉnh bên kia, chớp bên kia rồi mới lên được cái ngọn núi đó các bạn. Ngọn núi đó các bạn, đây có Mẹ Quan Âm đây các bạn. Để mình sẽ gái một xíu nha các bạn. Sẽ quay cảnh khu vực đây các bạn. Đó thì phía sau của hai cái ngọn núi này thì có lùm cây rồi các bạn. Khung cảnh của chùa. Chùa Thiện Trơn nha mấy bạn. Chùa Thiện Trơn kế bên núi đá Ba Chồng. Không biết ở đây thật ra mình thấy cái núi đá Ba Chồng không? Để mình coi thấy mình quay cho các bạn xem. Không thấy các bạn ơi. Núi đá Ba Chồng nằm bên đó nha, nằm bên đó, nhưng mà ở đây đó. Đúng rồi, đều là nằm ở ngoài đó các bạn. Cạnh rộng đây là giáp, đây là núi không bạn? Đó các bạn thấy không? Giáp đây là núi không ạ? Đó. Đây, bên đây cũng núi không bạn? Núi đá. Các bạn bây giờ mình sẽ đi qua bức tượng sau lưng mình để mình cầu an nha mấy bạn. Rồi mình quay cho mấy bạn xem luôn nha. Mình sẽ đi qua bên đó, đi qua bên đây, đi lên.
các sư thầy đang tụng kinh các bạn nên mình cũng không có vô đó quay cho các bạn coi được các bạn. Thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì like cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhớ các bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.